Vâng. Dạ. Dạ đâu rồi? Dạ. Kho bả cá. Dạ mà. Đâu bả kho chiên hay là tấu canh chua đâu? Dạ, ô ui lạnh quá à. À, chào anh em buổi sáng nha. Hôm nay mình đang ở cửa cầu rồi, mình nó lên mặt nước quá trời. À, cá không có lớn, cá cỡ ba ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Giờ mình ra câu rồi. Nay đi em có một cái mồi này. Còn nhà cho nó học còn nó luôn. Nó nói là do mình chạy á, chạy cái nó còn what's the idea?
Vô lỗ đó không rồi phá trận đèn lớn rồi.
Ô, ê, rảnh quá à, hả, rảnh quá vậy, ờ, đây là câu lấy đá chọi xuống. Trời, được gì đâu mà lấy á trời. Có tay người ta. Đây này. Nó già hai yếu tóc còn rồi. Được cơm ghê. Đang câu lấy đá chọi xuống vậy. Càng càng đó là ngay bầy nữa đó.
mà chạy là khoảng nước rộng nó chạy. Hello các bạn, mình vừa tới nhà rồi các bạn. Được khoảng 2 kg các bạn, 2 kg. Cá lớn 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 không à? 2 kg các bạn, 2 kg, 2 kg hơn. Cá bự bự không à? Vợ ơi. Dạ. Ở nhà đâu rồi? Dạ. Kho bắt cá. Lắm hả? Nó bắt kho chiên hay là nấu canh chua đâu? Dạ, cảm ơn nha. Ừ. Mới đi câu vậy hả? Ờ, mới gì á. Ở dưới, cá bự vậy. Ờ. Ở dưới rồi, dưới mấy con bự chiên. Con lớn thì mình chiên, con nhỏ thì kho nấu canh chua. Ok, ok. Ừ.